thì nó có thể là ích chút theo chiều ngang, chiều dọc. Thì ở đây nó cũng có sẽ có cái lệnh gọi là void from để chúng ta có thể để lọc qua nó. Thì trước khi vào void from grid này, trước khi chúng ta làm việc một cái việc gì ý đồ chúng ta mong muốn, thì chúng ta phải chọn mặt phẳng và set xem mặt phẳng, set group plan, group plan, chọn pick a plan, ok, chọn này mặt phẳng này, thì vào grid đây tôi sẽ chọn này một lệnh là void extrude, chọn này. Ở đây chọn ở đây là finish, các bạn sẽ ok, bạn sẽ thấy à cái khối void này nó đang âm xuống 250, ví dụ như âm 1000 thì nó sẽ xuyên qua, nó sẽ thủng, người thấy khối void không, chọn này, còn cái khối void này nó chỉ là 500 thôi thì nó sẽ làm lửng như này. Còn nếu mà ta click nước vào, nếu mà ta đục thẳng tiếp trong đây, nó sẽ luôn luôn là đục thẳng, luôn luôn là đục xuyên qua. Còn cái này muốn đục âm vào hay như thế nào như này, hoặc là ví dụ như là chúng ta muốn dùng các cái lệnh sweep các thứ ở trong đây, hay là transfer, ví dụ như một lệnh sweep chẳng hạn, sweep rất đơn giản, chọn đây này, mình chọn vào void sweep này, mình thể dùng pick path và pick vào cái cạnh này, là sau này nó sẽ đi theo finish. Thì đây nó có profile đây đúng không, nếu mà mình có sẵn thì mình sẽ load vào, không có thì mình sẽ phải là edit ở đây select, à, mình không có thì thôi, có thì mình sẽ phải test thôi, edit profile test này. Ví dụ như mình muốn vào cái này nó làm sao, muốn cái này là nó là dạng camper góc cái gì nhỉ, dream finish, finish. Mọi người sẽ thấy là à cái này nó được chamfer đi này nha, tôi tắt cái show này, mọi người sẽ thấy à nó sẽ chamfer cái phần cắt cái khối đặc khối rỗng đi, thấy không, mọi người thấy đấy không? Ừ. Đó thì ở trong đây, trong cái lệnh extrude này thì chúng ta sẽ đơn giản đó, chúng ta sẽ làm sao đặt được tham biến cho nó. Ví dụ như một đối tượng này, khi mà ta đặt nhỉ, ta có thể vẽ ref plane này. Thì các đối tượng này nó không thuộc mặt phẳng này, nếu mà mình cho mặt phẳng chọn đây thì mình cũng có thể làm sao khóa mặt phẳng bằng cách là align này khóa lại với nhau, chọn này khóa lại với nhau, chọn này khóa lại, align chọn này khóa lại. Cái này ta sẽ di chuyển cái ref plane này đi, cái khối này nó sẽ di chuyển theo, thấy không, đấy cái ref plane này, hiểu đây không ạ? Thì bây giờ mình đặt tham biến cho nó là gì, là mình đặt tham biến, một là mình đặt trực tiếp cho nó trong đây là di dim vào rồi, này này là dim trực tiếp ở trong đối tượng là bằng từ sketch này này đấy. Thì bây giờ mình sẽ đặt được cái này là gì, cái tham biến cái này, cái này là chiều dài, chọn ở đây này. Thì trong đây ấy, thì nó sẽ có phần, một phần là phần label, label thì label nó chưa có gì cả, thì đây nó có thể là chiều rộng, chiều dài, deep là chiều sâu, high là chiều cao, width là chiều rộng. Thì đây tôi chọn đây là chiều dài, tôi để tạo mới, các bạn chọn đây là chiều dài, chiều dài các bạn để try thì nó thuộc về try, còn instant thì nó sẽ là cái tham biến mà tôi đã nói rồi, ví dụ như tôi chọn là instant đi rồi nha, ok cứ để về dimension, ok chiều dài chiều rộng cứ để instant, ok rồi tôi ấn finish. Bây giờ các bạn sẽ thấy là tôi có tham biến ở cái khối này đúng không, còn chiều cao ở đây nó sẽ là cái extrude end này. Thì bên cạnh này nó có phần là associate family parameter, chọn rồi này thì mình sẽ chọn ở đây thì nó sẽ ra bảng là associate family parameter, thì ta chọn ở đây là new parameter, thì mình sẽ chọn ở đây là chiều cao, chiều cao mình để instant hết, ok đây nó chiều rộng chiều dài chiều cao đúng không, ok nó có tham biến ở đây rồi. Bây giờ cái với một cái khối bóc này nó đủ tham biến thì mình phải tích vào cái bảng family tree này, thì trong đây mọi người sẽ thấy này, à tại sao những cái family mà chúng ta tạo ra ấy, nó sẽ có cái tham biến này, thì chiều rộng này, chiều cao cho 1000 này, nó có nhảy không, à ok chiều dài cho 3 mét rưỡi này, ok
20 rưỡi. Finish chọn này. Nếu mà instant nó sẽ nằm ở ngoài này. Chiều dài 35 không. Đấy, thằng này nó ngắn lại. Thấy không? Còn đây 48 là 12 không. Đấy, cái này là tham biến của miếng này thôi. Còn các cái miếng này thì mình sẽ đặt tham biến khác, ví dụ như đây là mã 1, chiều dài của cái mã 1, mã 2, mã 3, khối 1, khối 2, khối 3, nhưng thường đây là instant mình chuyển sang đây thôi. Thì đây là chiều dài, chiều rộng. Thì chọn đây. Thì trong cái bảng này nó sẽ có thêm một phần nữa là cái gì? Finish là phần vật liệu. Thì mọi người sẽ thấy chọn ở đây. Thì đây nó sẽ có một cái phần là điểm star, điểm star extrude star này, này nha. Mình có thể chọn ở đây, mình có thể chọn ở đây là lệnh ở đây là extrude star, ví dụ như điểm đây là ex này, extrude ext, chọn đây là star là điểm bắt đầu ấy. Nha, mình có thể nhập vào đấy để instant đó. Ok, để instant thì tất cả các thông số ấy nó sẽ nằm ở ngay cái bảng này này, ngay cái bảng bên ngoài này, nó nằm ở mục dimension này thuộc về ngoài bên này. Còn vào edit file này thì là mình sẽ thể ở chế độ file cơ nó mới có thông số này. Thì chọn nó đây, edit file ở đây, click đây, chọn đây. Ví dụ tiếp tục ở đây là visible, là cái quản lý hiển thị của nó. Mình chọn đây, mình có thể chọn là hiển thị, click vào instant. Mình đang để là other, mình có thể là để graphic nhé, mình để là view, tùy để là view, để là graphic. Ok, ok rồi, các bạn finish rồi, các bạn sẽ thấy là chọn ở đây thì mọi người sẽ thấy ở đây nó có mục là gì, graphic đây, zero zero, chọn là zero là tổng thể, là hiển thị này. Mình tích ở đây là nó sẽ mất, tích vào đây nó sẽ hiển thị đấy. Thì cái này nó sẽ có tham biến. Khi đấy vào đây tất cả đây là vật liệu. Mình tích vào cái vật liệu này. Mình chọn này. Thì đây là vật liệu. Vật liệu chọn là instant. Vật liệu thì mình để vào cái group parameter under. Parameter under có nghĩa là những cái mà nhóm đối tượng. Ví dụ như sau này vật liệu sẽ cho hết vào nhóm là material and finish. Được chưa? Ok. Ok. Finish. Thì bây giờ mình chọn đối tượng này. Mình có thấy là đây bảng vật liệu đây, thì mình để chọn lên vật liệu 1, vật liệu 2, vật liệu 3. Lúc này mình đặt vật liệu đây thì mình sẽ chỉ đặt vật liệu cho một đối tượng thôi chẳng hạn, tự như là chọn cái gỗ này. Okay. Đây. Thì bạn sẽ thấy đây là gì, là chỉ có một cái đối tượng này thôi, là gỗ, đúng không? Còn nếu mà mình chọn sang bên này thì đấy là, đây là mình chọn là vật liệu 1. Còn nếu mà mình muốn chỉnh sửa thì mình phải vào bảng family tree này, thì vào cái bảng đây này, vật liệu này, chọn này, mình có thể là edit này, mình chỉnh sửa nó này, vật liệu 1 này, ok nha. Hoặc là mình có thể chuyển thằng này về file, về edit file, hoặc là để instant, ok. Hoặc là chúng ta có thể duplicate đi, chọn này, duplicate đi, mình chọn đây là vật liệu 2, mình để chọn chọn trước nha, mình để chọn trước là instant. Đây nó không phải thuộc về chiều dài. Còn cái này vật liệu thì nó thuộc về về gì? Cái này nó thuộc về parameter. Chọn này. Vật liệu sẽ nó về, về edit. Nó sẽ thuộc về material nhé. Chọn đối tượng này. Gắn vật liệu đây. Một là mình gắn vật liệu 1, 2 đây. 1 vào bảng này. Chọn này, edit vật liệu 1, material, ok. Ok, chọn nó đây, chọn nó đây, mình có thể chọn trước, chọn nó đây, duplicate này, mình chọn nó instant và chọn đây là material. Material general, ở đâu cái này material infinity. Chọn này nó sẽ là gì? Material. Material. Còn chọn ở đây là vật liệu 2. Nha, yeah, come on. Ok. Ok, tôi chọn vật liệu 2, tôi chưa gán được cái gì cả đúng không? Ok.
Bây giờ tôi chọn ở đây này. Tôi gán nó vào đây này. Chọn này và tôi chọn đây là vật liệu hai hát parameter nó ở đây. Đấy. Đó. Tôi finish. Thế này tôi vào cùng một đối tượng, tất cả cái này là đều là category hết. Chọn vào đây thì nó có vật liệu hai đây này. Tôi chọn nó là gì? Ceramic này. Cái này cùng một đối tượng nhưng mà nó sẽ có hai cái vật liệu khác nhau. Đấy. Đây là cái phần mà chúng ta có thể kiểu cái parameter của trong Revit nó sẽ rất là linh hoạt trong việc chúng ta lựa chọn. Đấy, chúng ta có thể là đi kích thước và chỉnh sửa parameter hoặc là cái đối tượng này. Đối tượng này mình không mong muốn nó sẽ là guesswork nữa mà nó sẽ là trở thành một cái gì đo, chẳng hạn một cái cửa kích vào đây. Thì sau này cái category này của nó sẽ là gì? Sẽ là đo. Toàn bộ cái này bạn sẽ thấy nó là đo. Thì nó liên quan đến quản lý hiển thị về sau. Đó. Chọn này. Nó sẽ liên quan đến quản lý hiển thị về sau. Hiển thị về sau làm sao là nó sẽ hiển thị được toàn bộ cái này hay ẩn hiện hay ra sao đấy. Còn mình muốn thay đổi đây, mình chọn về guesswork. Ok, cái này là các đối tượng. Thì sau này mình sẽ vẽ được các cái phào hay là cái gì vào trong đây thì tùy mình, tùy ý mình thôi, đúng không, tùy ý mình mong muốn. Ok, mọi người hiểu vấn đề chưa ạ? Đấy, với cái công cụ nào thì chúng ta có thể là dùng được nó một cách nó linh hoạt. Thì đây nó sẽ có là cái gì, là kích thước này, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, vật liệu này và quản lý hiển thị này. Đấy, đây là những cái basic cơ bản nhất. Còn ở đây nó sẽ có những cái gì là app parameter ở đây, nhưng mà thường thì cái này chưa dùng. Thì những cái này là delete đi này, những cái này là duplicate parameter lên thôi, còn cái này là duplicate tạo parameter mới, còn cái này thì là edit chỉnh sửa nó thôi, còn cái này là chỉnh sửa lên xuống thôi. Nên ví dụ mình chọn vào cái này thì nó cho lên xuống sắp xếp cao thấp thôi. Đấy nhá, không có vấn đề gì cả. Đấy thì nó xếp theo thứ tự alphabet hay là từ A đến Z, hay từ này, từ dưới lên trên, A đến Z từ trên xuống dưới, hay là A đến Z từ dưới lên trên. Đấy, đúng không? Không có vấn đề gì cả. Manager lookup table. Ok.